Gấu đi cài, Việt sắp hại mọi người nhấn like. Tôi nhanh chóng bảo chị bém và Lonely chạy vào phòng và đóng cửa. Sau đó ba người chúng tôi lấy vũ khí ra, chiến đấu với nó. Nó cũng bắt đầu nhìn chúng tôi một cách cảnh giác. Chúng tôi bắt đầu tấn công nó gần như cùng lúc, nhưng nó lộn lại để né. Sau đó nó nhanh chóng lao vào chuồn liều. Nó dễ dàng né được những đợt tấn công tiếp theo. Hầu hết sức lực thể chất của chúng tôi đã bị tiêu hao. Còn nó có vẻ không mệt mỏi. Sớm hay muộn chúng tôi sẽ kiệt sức nếu tình trạng này tiếp tục. Nếu nó không vội tấn công thì sẽ lãng phí sức lực của chúng tôi. Đột nhiên tôi nghĩ đến nhà kho trong siêu thị nơi chứa bột mì. Tôi đã học điều này trước đây. Bụi trong một không gian nhỏ và hạn chế, khuấy động sẽ gây ra hỏa hoạn. Tôi vội vàng nhờ mọi người dẫn nó đến kho bột. Sau đó chúng tôi chạy về phía nhà kho. Nó cũng đuổi theo chúng tôi, mở tất cả các túi bột một cách nhanh chóng, bật thêm cả quạt. Mọi người đã hành động. Căn phòng đột nhiên đầy bụi, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. Có vẻ như nó đã bị ảnh hưởng phần nào, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu không ngừng. Tôi yêu cầu họ đợi và tìm cơ hội ra ngoài trước. Tôi sẽ giữ chân nó lại. Nói xong tôi hét lên với con zombie, ngon lại đây. Nó thực sự đã bị tôi thu hút, bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Họ nhân cơ hội chạy ra ngoài. Tôi là người duy nhất ở lại. Không gian chợt trở nên yên tĩnh. Đột nhiên nó lao về phía tôi. Đây là điều tôi đang chờ đợi. Ngay lúc đó, tôi chạy nhanh và trượt để tránh đòn tấn công của nó. Nó quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi lần nữa. Tôi chậm rãi lùi về phía cửa. Ngay lập tức lấy chiếc bật lửa từ trong túi ra, ném nó vào phòng trong khi chạy về phía cửa. Tôi hét lên nằm xuống. Một lúc sau, trong phòng có một vụ nổ với ngọn lửa. Toàn bộ siêu thị cũng bắt đầu bốc cháy. Vụ nổ phá hủy siêu thị. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải rời khỏi siêu thị để tìm nơi trú ẩn mới. Chúng tôi đã không biết đến khi chúng tôi ra ngoài. Hóa ra thành phố đã bị tàn phá so với trong khu ký túc. Bên ngoài thậm chí còn tồi tệ hơn. Đột nhiên một chiếc ô tô lao về phía chúng tôi. Thấy nó chúng tôi chặn lại. Tôi vội nói, bạn có thể đưa chúng tôi đến nơi an toàn được không? Khi tài xế nhìn thấy vũ khí trên tay chúng tôi, vội vàng đạp ga và rời đi nhanh chóng. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy làm vậy, vì trong ngày tận thế, nếu muốn sống bạn không thể dễ dàng tin tưởng người lạ. Ai biết được liệu người ta có tấn công bạn để lấy đồ hay không? Tại thời điểm này, những thây ma gần đó đã bắt đầu từ từ tiếp cận chúng tôi. Không nói nhiều, tôi lấy vũ khí ra và bắt đầu chiến đấu. Nhưng tôi thấy dường như ngày càng có nhiều zombie. Không thể giết hết chúng. Tiếng gầm của zombie thu hút nhiều zombie hơn. Tại sao lại có nhiều zombie như vậy? Nếu tiếp tục như này, chúng ta sẽ kiệt sức và chúng ta sẽ bị hạ gục. Nếu không được thì chúng ta bỏ chạy. Đột nhiên có tiếng phanh xe đột ngột từ phía sau. Sau đó tiếng súng vang lên. Nãy đạn dồn dập về phía zombie. Ngay lúc tôi đang nghi ngờ, một chiếc xe bán tải chạy tới chỗ chúng tôi. Một vài người sống sót mang súng xuống. Tên béo với đôi tai to, vẻ mặt dữ tợn, có vết sẹo trên mặt, trông giống kẻ xấu trong phim hoặc chương trình truyền hình. Với đó là vài diễn viên phụ, có vẻ giống dân quân. Nếu không có gì lạ xảy ra, sẽ sớm có giao tranh. Tên mặt đi đầu giơ súng lên. Anh ta chỉ vào chúng tôi và nói, hãy bỏ hết vũ khí xuống, nộp tất cả đồ bạn có. Giang Cư Mận đã có câu, dưới gát lin chúng sinh bình đẳng, lào nháo là ăn kẹo đồng. Trước hỏa lực tuyệt đối, mọi sự kháng cự đều bụng bụ. Tôi chỉ tới và đàm phán, liền bị gã bèo đá bay. Sau đó anh ta chĩa súng vào đầu tôi và nói rằng, tao có súng đây này. Nhìn thấy tình huống này, chúng tôi chỉ có thể bàn giao tất cả vật tư. Tôi nghĩ mạng sống của tôi quan trọng hơn. Tôi tưởng họ sẽ rời đi sau khi lấy hàng. Nhưng tôi không ngờ, mấy tên lính bên cạnh tôi thực sự đã nói đại ca. Hai mỹ nữ này trông khá ngọt nước. Chắc hẳn sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp. Có thể đại ca sẽ lại được thăng chức. Người đàn ông béo mỉm cười và nói, hãy đưa họ lên. Nghe điều này, chúng tôi lập tức xông lên đánh chúng. Kết quả là tất cả đều bị chúng quật ngã xuống đất. Chi bém và Lonely bị cưỡng bước lên xe. Trước khi rời đi, một tên lính hỏi, những kẻ này sẽ bị giết à? Người đàn ông béo mỉm cười và nói không, hãy để họ đuổi theo đến khi kiệt sức. Sau đó lên xe và rời đi, chúng tôi vội đuổi theo phía sau. Bất ngờ một quả lựu đạn được ném ra khỏi xe, nổ tung gần chúng tôi. Đột nhiên tất cả chúng tôi đều choáng váng. Xem hay thì cho mình một like nha. Tôi không biết đã bao lâu, chúng tôi từ từ thức dậy. Tôi nhìn quanh và không tìm thấy zombie. Ngay khi chúng tôi thầm vui mừng vì được an toàn, đột nhiên tôi nhìn thấy đầu xe buýt ở phía xa, có bóng dáng quen thuộc đang đứng. Đó là tên zombie chùm mà tôi đã gặp trong khuôn viên trường. Lúc này chúng tôi như bị sét đánh ngang tai, vũ khí của chúng tôi không có thể làm hại nó. Cuối cùng phải dựa vào vụ nổ để loại bỏ nó. Bây giờ chúng tôi không có vũ khí trong tay, không có nơi nào để trốn xung quanh. Có vẻ như hôm nay tôi phải giải quyết mọi chuyện ở đây. Tại thời điểm này, con zombie lại tấn công chúng tôi. Nó lao tới với tốc độ siêu nhanh, thấy rằng chúng tôi sắp trở thành thức ăn của nó. Đột nhiên, một tên lửa bay về phía nó từ phía sau.
Với vụ nổ nó biến thành tro bụi, chúng tôi vừa phản ứng. Tôi chỉ thấy một người đội mũ chóp, mặc áo chống đạn. Một thanh niên đeo ba lô quân đội bước tới chỗ chúng tôi, nhìn như lính đánh thuê. Trước khi anh ta kịp nói, tôi đã nói rằng anh ấy đến muộn rồi. Chúng tôi vừa bị cướp, vì vậy giờ bạn không còn gì để lấy nữa. Tôi thấy chàng trai trẻ mỉm cười và nói, kẻ bạn nói có phải là tên béo với đôi tai to, dẫn đầu nhóm người mặc quân phục ngụy trang đi cướp. Không phải các bạn đều cùng một phe sao? Liệu bạn có bị tụt lại phía sau không? Muốn hỏi họ đã đi hướng nào? Bạn hiểu lầm rồi, tôi không cùng phe với họ. Bên ngoài không an toàn, hãy quay lại trại với tôi trước, tôi sẽ kể cho bạn nghe từ từ. Lúc này Chồn Liều thì thầm vào tai tôi, phải chăng anh ta đang lừa chúng ta đến chỗ anh ta, sau đó đụ chúng ta, lấy hết nội tạng ta rồi đem bán. Lo lắng của Chồn Liều không phải là không có lý. Điều tôi vừa trải qua làm tôi nghi ngờ tất cả những người lạ. Bất chấp những nguồn tài nguyên quý giá nhất đang bị thiếu hụt, sẽ bị cám dỗ bởi lợi ích cao, nhiều người sẽ gặp rủi ro. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong tình huống này, nếu bạn không tìm được nơi trú ẩn, ngay cả khi bạn không bị zombie ăn thì cũng sẽ chết đói vì thiếu lương thực. Cũng có thể thử xem. Hơn nữa, bây giờ chúng ta vẫn phải tìm cách giải cứu chị bé và Lonely. Hiện tại chỉ có ba chúng ta, không có cách nào có thể chống lại những kẻ đó. Hơn nữa anh ấy đã cứu ta vào thời điểm nguy cấp vừa rồi. Nói xong chúng tôi cùng anh ấy trở về trại. Bên trong chúng tôi đã gặp người lãnh đạo. Ba người này, họ là ba người sống sót tôi gặp ở ngoài hôm nay. Họ vừa bị nhóm lính đánh thuê và bơ tấn công, cướp tất cả nguồn cung cấp. Những người phụ nữ đi cùng cũng bị chúng bắt giữ. Chúng tôi mỉm cười lịch sự. Sau đó người lãnh đạo nói, đừng lo, chúng ta sẽ giúp giải cứu họ sau đó. Trước tiên hãy đưa họ về phòng để ổn định cuộc sống, sau đó anh đưa chúng tôi về ký túc xá. Đây sẽ là phòng của bạn kể từ bây giờ. Bạn có câu hỏi gì không? Tôi nói nhanh, làm thế nào một làn sóng zombie có thể đột nhiên bùng phát, cả thành phố sụp đổ, không có quân đội để xóa sổ chúng. Sau đó anh nói lý do, một chàng trai trẻ tên Gác Năm Củ, vốn là một ca sĩ, là người lãnh đạo của các thành viên lực lượng đặc biệt.